Chào các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 7. Về hình thức của bài kiểm tra gồm có 2 phần, phần 1 trắc nghiệm 24 câu, phần 2 tự luận 2 câu. Các em kiểm tra tại lớp trong tiết giáo dục địa phương 7 vào tuần 9. Thời gian làm bài kiểm tra 45 phút. Nội dung ôn tập, các em sẽ ôn tập chủ đề 3, đặc trưng phong cách con người ở thành phố Hồ Chí Minh, và chủ đề 4, văn hóa ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh. Về đề cương ôn tập, cô đã in và phát cho các em. Các em sẽ ôn tập theo đề cương cũng như là trong cuốn tài liệu giáo dục địa phương 7. Trả lời phần trắc nghiệm, các em sẽ đọc các câu hỏi phía dưới, chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bảng phía trên. Mỗi đáp án đúng sẽ được 0,25 điểm. Phần 2 là phần tự luận, các em sẽ ôn tập một số câu sau. Câu 1, phong cách là gì? Nêu những yếu tố tác động đến việc hình thành phong cách con người thành phố Hồ Chí Minh. Câu 2, em hãy kể tên 2 đến 4 hoạt động thể hiện phong cách của con người thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hiện nay. Câu 3, em hãy trình bày cách làm món gỏi cuốn. Chúc các em ôn tập tốt, làm bài đạt kết quả cao.